được ví như những chặng hàng đẹp nhất thế giới với lối thiết kế mang phong cách Chăm và nền văn hóa Việt Nam, mô phỏng kiến trúc đền Angkor Wat. Nhà hàng Chăm Chăm như một tuyệt phẩm giữa lòng thành phố. Phủ lên mình màu trắng kiêu sa và được điểm xuyết thêm chút sắc xanh của cây lá, cùng với vô vàn những ánh nến lung linh huyền ảo. Chăm Chăm tựa như một tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy. Những mảng tường gạch xếp so le, phủ bởi ánh sáng vàng và trắng kỳ bí. Hàng cột đá tiện theo kiểu dáng của hàng cột, che chắn bên ngoài khuôn cửa tháp Mỹ Sơn, cùng nhiều các di vật cổ khác. Tất cả những nét văn hóa đời sống hàng ngày của người dân Chăm dường như đang được tái hiện một cách sinh động nhất. Không gian nhà hàng sang trọng, hiện đại với sức chứa từ 350 đến 450 khách. Tới đây, thực khách có thể chọn cho mình những góc ngồi ưng ý nhất để vừa thưởng thức những tinh hoa của ẩm thực dưới ánh nến lung linh huyền ảo, vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh cầu ánh sao lấp lánh. Những cái tên rất lãng mạn như lầu vọng nguyệt, ghế tình nhân là không gian rất lý tưởng cho những đôi uyên ương. Tôi đến đây thì cũng vài lần rồi, mà tôi thích tới đây lắm, mà muốn dẫn bạn bè tới nữa, giới thiệu cho họ biết là cái khung cảnh ở đây, rồi những cái nước uống và những cái món ăn ở đây rất là vệ sinh sạch sẽ mà sang trọng lắm, ở đây rất là sang trọng. 5 phòng VIP với thiết kế hình tròn bao quanh bởi hơn 1.300 loại rượu hảo hạng nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới sẽ làm cho không khí các bữa tiệc gia đình hay họp mặt thêm phần ấm cúng. Chăm Chăm là nơi hội tụ hàng loạt món ăn đặc sắc của nền ẩm thực châu Á và cả châu Âu, với nguồn thực phẩm luôn tươi sống qua bàn tay chế biến của những đầu bếp điêu luyện nơi đây, tạo ra những món ăn vô cùng độc đáo. Đặc biệt, tiệc buffet hải sản Chăm Chăm từ 18 giờ đến 21 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với đủ các loại hải sản cao cấp nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới như chân cua hoàng đế Alaska, tôm hùm, tôm langoustin, ốc hương, 8 loại hàu tươi thượng hạng đến từ Thái Bình Dương và các nước phương Tây, cùng với những món tráng miệng độc đáo từ kem, trái cây, cocktail. Sự kết hợp hài hòa của không gian, của ánh sáng, của mùi vị đặc trưng từ những món ăn hảo hạng, của cả những bản nhạc Chăm Pa huyền bí đã tạo nên một phong cách thưởng thức ẩm thực hoàn toàn khác biệt, một phong cách mang tên Chăm Chăm. Chăm Chăm, hãy đến và trải nghiệm sự khác biệt. Nhà hàng Chăm Chăm, số 2 đường Phan Văn Chương, Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08 5410 999.